Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Chúng ta đã biết là danh ca Chế Linh đã rất nổi tiếng từ thập niên 70. Và hôm nay thì cộng đồng mạng đang quan tâm về vấn đề ông chia sẻ trên cộng đồng mạng mà bấy lâu nay hầu như là khán giả cũng biết đến, được biết là danh ca Chế Linh nhiều vợ, nhiều con. Thì hôm nay chính thức ông cũng thổ lộ trên báo chí cũng như trên trang cá nhân của mình về một người vợ cũ mà gần đây thì chế phong con ruột của Chế Linh hiếm hoi để tiết lộ hình ảnh của mẹ mình. Ngoại hình tuổi 78 khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Cách đây không lâu thì ca sĩ Chế Phong gây xôn xao khi đăng hình mẹ ruột của mình lên trang cá nhân. Nhan sắc vợ cũ của Chế Linh khiến nhiều người trầm trồ. Và những cái thông tin liên quan tới đời tư của ca sĩ Chế Linh thì hôm nay cũng được tiết lộ. Vì sao ông lấy người vợ đầu là vợ cũ và người vợ thứ hai là em ruột của người vợ đầu? Thì chúng ta đã biết là đôi khi trong cuộc sống chúng ta không thể ngờ được. Và hôm nay thì ông được chia sẻ trên trang cá nhân về những thông tin này. Xin phép được chia sẻ lại cùng với tất cả quý vị khán giả. Đầu tháng 2, Chế Phong khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ hình ảnh kỷ niệm năm 2021. Đó là bức ảnh chụp cùng mẹ ruột của mình một năm trước. Giờ đây đăng hình lại, nam ca sĩ bồi hồi hơn cả khi không ở gần mẹ. Nhanh quá, một năm nữa rồi mẹ ơi. 78 cái bánh sinh nhật, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ bên con nghe mẹ. Đó là những status viết trên trang cá nhân của mình. Năm nay Chế Phong định cư tại Mỹ, không thể đón sinh nhật hay Tết cùng mẹ, nên anh chia sẻ những cảm xúc của mình. Nhiều bạn bè bày tỏ đồng cảm với con trai của Chế Linh, gửi lời chúc mừng đến mẹ ca sĩ. Dân cư mạng cũng không khỏi xôn xao khi biết được người phụ nữ trong ảnh mà ca sĩ Chế Phong đăng chính là vợ đầu của ca sĩ danh ca Chế Linh. Bà không hoạt động nghệ thuật cũng rất hiếm xuất hiện công khai với mọi người, cho nên tất cả cộng đồng mạng đều tò mò. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy vợ cũ của danh ca Chế Linh sở hữu ngoại hình sắc sảo, chẳng thua kém ai. Dù đã 78 tuổi nhưng bà vẫn trẻ hơn tuổi khá nhiều, khi tất cả mọi người nhận xét rằng là bà rất là đẹp. Mẹ của Chế Phong kết hôn với danh ca Chế Linh từ rất sớm, khi nam danh ca chỉ mới 21 tuổi. Trong thời gian ngắn, họ đã có 5 đứa con. Chỉ đáng tiếc là sau 4 năm khi về chung một nhà, thì cậu con trai Úc còn đang tập đi thì cả hai người đã chia tay. Có nhiều lời đồn thổi xoay quanh việc cặp đôi tan đàn xẻ nghé. Người đồn rằng lý do vì Chế Phong đã ngoại tình khi vợ đang ở cử, mà người ông nhắm trúng lại chính là cô em vợ mơn mởn. Cũng không ai biết sự tình như thế nào, chỉ biết không lâu sau khi chia tay vợ đầu thì danh ca Chế Linh đến với người em vợ trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Nói về chuyện này, giọng ca Thối Đời là danh ca Chế Linh lại cho rằng đó là điều rất bình thường. Đáng tiếc, cũng sau 4 năm họ lại chia tay. Được biết vợ đầu và vợ hai của danh ca Chế Linh dù sống cảnh chồng chung nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp chị em như trong gia đình. Cả hai yêu thương đùm bọc nhau, cùng dạy dỗ các con và tuyệt nhiên không bao giờ dạy chúng hận thù cha mình. Chế Linh cũng rất biết ơn hai người phụ nữ này vì khi ông đã thay lòng đổi dạ, nhưng ông cũng cảm ơn những người vợ đầu tiên, vợ thứ hai đã chăm sóc các con của ông nên người. Sau khi chia tay nam danh ca thì họ cũng ở vậy, không đi thêm bước nữa. Chế Linh từng tâm sự đây chính là điều khiến ông quý trọng hai người vợ cũ này. Danh ca Chế Linh lần đầu tiên tiết lộ góc khuất đời tư đầy nghiệt ngã, nói rõ lý do phải rời bỏ quê hương. Vừa qua chương trình Chế Linh với dòng hồi ức lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả.
Đây là lần đầu tiên hiếm hoi nam danh ca ngồi tâm sự, chia sẻ với khán giả về cuộc đời của mình. Giọng ca Thối Đời cho biết, ông vốn là người Chàm ở Phan Rang, nhưng sinh sống tại Sài Gòn đã lâu. Điều này bấy lâu nay mọi người vẫn thắc mắc. Nam danh ca lý giải, trước đây làng ông và làng kế bên thường xuyên xảy ra xích mích đánh nhau. Chế Linh là người bị thương rất nhiều, vì những lần đó là gây hấn với nhau, không thể tránh được thương tích. Vì không muốn mẹ lo lắng, cũng vì sợ bị thương nặng nên ông quyết định ra đi. Kể từ đó, cuộc đời của ông rời bỏ làng quê thay đổi. Ngày mà danh ca Chế Linh bỏ làng lên phố, cả gia đình hàng xóm không ai biết, chỉ có hai người bạn thân giúp ông lên đường. Họ cho nam danh ca một chiếc xe đạp, một chồng bánh tráng và một bộ quần áo, sau đó chở lên trạm tàu hỏa. Giờ đây hai người bạn vẫn còn sống, một người là kỹ sư, một người là bác sĩ. Tôi không hề có người quen hay thân thiết ở Sài Gòn, chỉ một thân một mình vào đó. Tôi không biết Sài Gòn phải làm cái gì để sống. Tôi không hề có kế hoạch gì cho việc vào Sài Gòn lúc thời điểm đó. Tôi bỏ làng quê, đi chỉ vì sợ bị thương nữa. Tôi hy vọng vào Sài Gòn không bị người ta kỳ thị, ấu đả, đánh nhau như ở làng tôi. Tôi buồn lắm, buồn vì kỳ thị, đó là Chế Linh tâm sự. Đến Sài Gòn hoa lệ, vào đúng đêm mưa tầm tã, Chế Linh gặp được một người chạy xích lô. Người đàn ông này hỏi thăm tình hình của Chế Linh, biết nam danh ca không có người thân tại thành phố, anh đang tìm cách mưu sinh. Một người xích lô thương anh cho nên ngủ nhờ trên chiếc xe để tránh mưa. Ông xích lô thương tôi nên cho tôi ngủ nhờ trên xe xích lô của ông ấy, chứ trời mưa lụt lội cũng không đi đâu được. Tôi đồng ý và lên xe xích lô nằm. Ông xích lô bịch ni lông chỗ tôi nằm lại rồi bỏ đi nhậu. Sáng hôm sau, ông xích lô kêu tôi dậy, lúc đó trời đã lạnh. Ông xích lô chở tôi ra trước chợ Bến Thành rồi thả tôi ở đó. Đó là danh ca Chế Linh bồi hồi nhớ lại ký ức những ngày xưa của mình. Đứng trước chợ Bến Thành, Chế Linh bắt gặp cảnh những người bán báo, đánh giày, hội tụ nói chuyện với nhau. Một người anh lớn lại hỏi thăm rồi đưa cho Chế Linh một hộp đánh giày để đi chung. Khi đó trên người nam danh ca chỉ có một bịch bánh tráng, một bộ quần áo và 1.250 đồng, bắt đầu sự nghiệp mưu sinh của mình trên đất khách quê người. Nhắc đến Chế Linh, ai cũng biết tiểu sử Chế Linh một thời oanh liệt. Được biết, ông sinh ra vào ngày 3 tháng 4 năm 1942, là một ca sĩ người Chăm nổi tiếng, đồng thời là một nhạc sĩ tài hoa với bút hiệu là Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông nổi danh từ thập niên 60 với nhạc vàng thời kỳ đầu. Danh ca Chế Linh tên thật là Jem Len, tức là Trà Len, tên Việt là Lưu Văn Liên. Ông sinh ra và lớn lên gần Phan Rang, nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. Sau khi ông đi vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh đến tháng 8 năm 1959, thì Chế Linh vào Sài Gòn làm việc cho một ông chủ người Hoa rất là tốt bụng. Ông chủ này đã giúp đỡ cho Chế Linh đi học và trả lương rất hậu cho Chế Linh để giúp việc trong nhà, hầu như là nấu ăn và coi con cho ông ta. Sau 9 tháng làm việc dành dụm được một số tiền, Chế Linh quyết định vào trường Bồ Đề, rồi sau đó là trường Nguyễn Công Trứ để tiếp tục đi học. Cũng trong thời gian này, Đoàn Văn Nghệ, Biệt Chính Biên Hòa cần tuyển ca sĩ để theo đoàn đi hát, thì lúc này ông có cơ hội, Chế Linh tham gia và đoạt giải nam ca sĩ xuất sắc. Hoàn toàn không nghĩ mình sẽ theo nghề ca hát, nhưng Chế Linh đã theo đoàn này hát cùng với một số người nổi tiếng như là Châu Kỳ, Trúc Phương, vì tiền lương rất lớn. 2 năm sau, đoàn này tan rã, Chế Linh bắt đầu làm nghề tài xế, chở xe đá tại Biên Hòa chung với ông Bằng Giang, vừa làm việc, vừa luyện giọng và viết nhạc. Tình yêu âm nhạc đã bắt đầu nảy nở trong ca sĩ Chế Linh. Nhiều bài hát nổi tiếng được ông cùng Bằng Giang sáng tác trong thời gian này, tức là bài ca kỷ niệm, Đêm Buồn Tình Lẻ, Đoạn Tái Bút, v.v. Vào năm 1964, Chế Linh hợp tác với một công ty ra đời một cái đĩa nhạc Vùng Biển Trời và Màu Áo Em, và sau đó ký hợp đồng với công ty đĩa hát của Việt Nam.
Và khi chia sẻ về đề tư thì tất cả cộng đồng mạng biết là danh ca Chế Linh có nhiều vợ, nhiều con, nhưng cụ thể không biết là bao nhiêu thì hôm nay cũng được ông chia sẻ. Ông có tất cả 14 người con. Chế Linh nổi tiếng không chỉ bởi vì cây đại thụ của làng nhạc Sến, mà giới văn nghệ sĩ còn xuất xoa vì ông có tới 4 người vợ và 14 người con, 7 trai 7 gái. Hiếm có ca sĩ nào lại được có nhiều con đông như thế. Ông còn nói đùa rằng đấy là những người ông tính được. Có khi còn có những người chưa tính được nữa, rồi ông bật cười, đó là ông chia sẻ. Cuộc đời ông trải qua bao nhiêu thăng trầm, vất vả, tuổi thơ, giờ nay để lại tiếng hát của Chế Linh để đời cho thế hệ mai. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả và xin kính chúc danh ca Chế Linh thật nhiều sức khỏe và để lại tiếng hát cho đời mãi mãi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.